Hello và xin chào các bạn, đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Và rất vui khi được gặp lại các bạn ở một chiếc clip khác của mình. Và ngày hôm nay, để mình đem cái tập về vô cái nhé. Thì mình đang thái sợi dưa leo các bạn. Và hôm nay Gấu sẽ giới thiệu với các bạn các món chiên mà có thể dễ dàng tự làm tại nhà. Và đặc biệt là nó rất là ngon luôn. Nếu mà các bạn là một em bé đang không thích ăn rau và chán ngán rau và coi rau là một cái thứ gì đó nó không thể nào nuốt nổi, ok, thì qua cái clip này đi, các bạn sẽ rất thích ăn rau luôn. Mình thích ăn rà rán các bạn. Thì mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Có vẻ như những cái món mà cần chiên giòn, chiên xù không nên bỏ vô cái nồi này. Nó sẽ làm cho cái món ăn của chúng ta có một cái mùi vị rất là công nghiệp, mình lặp lại là rất là công nghiệp. Đó, và mình đã cuốn xong mấy cái cuốn nấm kim châm của mình. Thì cái bột chiên ngày hôm nay thì tất cả món thì mình dùng chung một cái loại bột. Và mình mua cái bịch bột của Mikiko này nè. Đây là cái bịch bột mình thấy rất là phổ biến ở nhiều siêu thị. Và nó cũng khá, cái mùi của nó cũng khá là ok các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị cơm để chúng ta có thể làm cái món cơm cuốn này. Nhưng mà các bạn nào không thích cái kiểu nêm này thì các bạn cứ để cơm không nha. Mình thì muốn cơm nó hơi có vị một xíu. Ít thôi. Thông cảm nếu mà nó có sai. Tại mình thấy mình hồi trước mình có làm cái này một lần thì mình thấy ngon. Đảo đều tay lên các bạn. Cái lúc này cơm đang nóng nè thì nó sẽ giúp cho chúng ta tan cái phần bột nêm ở trong cái cơm này nhanh hơn, và cái phần nước này nó cũng sẽ bốc hơi nhanh hơn và làm nhão cơm nhanh hơn. Thường thì gạo để làm kim bắp á, thì người ta sử dụng cơm giấm các bạn, nhưng mà mình không có cái đó, mình cũng không thích cái đó lắm, nó hơi chua chua. Kim bắp thì không thể nào thiếu cái này, mình mới mua thôi và mình cũng không biết sử dụng cái này. Lần đầu tiên mình mua cái này và mình xài luôn á các bạn. Wow, hôm nay sẽ học cách xài cái này với mình nha. Và đây là một cái lưới để chúng ta có thể kiểu cuộn cơm. Thật ra cái size mà của cái miếng vuông này nó bằng với lại cái size của cái lưới này luôn đó mọi người. Và những cái nguyên liệu ngày hôm nay đã chuẩn bị xong. Và tất cả nguyên liệu này cũng là những cái món ăn. Ví dụ như kim bắp này thì chúng ta vẫn có thể ăn luôn mà khỏi cần phải đem đi chiên. Nhưng mà tại vì mình thích chiên để nó có cái vị giòn giòn, nó sẽ ngon hơn. Và hành thì mình cũng đã lột tách lõi ra hết rồi. Bây giờ cũng sẽ lăn qua bột và chiên luôn. Tất cả hôm nay đều sẽ đem chiên hết. Có hai loại. Một loại á, là ghim bắp có bacon. Một loại là ghim bắp bình thường. Đó, các bạn thấy mình cuốn không, thật sự nó cũng khá là đơn giản các bạn. Các bạn có thể thấy có làm và có thể tự làm ở nhà được luôn. Bột thì chúng ta sẽ sử dụng
cái loại bột chiên này. Hôm nay mình cũng nói là nó cũng khá là phổ biến ở Việt Nam luôn. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tô trứng gà như thế này. Trứng gà thì các bạn đánh lên và các bạn mình cho thêm vào đó một xíu muối. Xong chúng ta sẽ lăn tất cả cái này qua trứng gà, xong lăn qua bột rồi chúng ta đem chiên. Bây giờ bắt đầu chiên thôi. Mà mình quay trở lại nè các bạn, sau khi phải đắm chìm trong mùi dầu và mùi khói, trời ơi, cái chung cư mình đang ở các bạn nó không có cái máy để hút cái khói lên trên, mà nhà mình cũng không có cái máy đó nữa, nên là nó trời ơi, mù mịt nhà mình luôn. Và cuối cùng thì mình cũng đã tạo ra được những sản phẩm món ăn cực kỳ là ngon miệng luôn. Và các bạn thấy thế nào thì comment phía bên dưới liền ngay, comment cho mình biết hay quá, khen mình đi chứ. Yeah. Thì tất cả các món này đều chuyên theo kiểu rất là Việt Nam luôn các bạn. Nó không có cầu kỳ, nó không có gì hết. Mình chiên theo kiểu của mẹ mình, của bà nội mình. Nấm này nè thì là mình học ở một cái quán đồ chay mà cái quán nó dẹp rồi. Cái quán nó bán khá là ngon luôn nhưng mà dẹp mất tiêu rồi. Hồi xưa mình đi làm quay phim á, mình biết được cái món này. Còn đây là cái món mà mình rất là thích, đó là ghim bắp chiên giòn và sẽ lăn qua một cái lớp bột chiên giòn và sẽ chiên lên thế này đây. Yeah, bây giờ chúng ta sẽ thử từng món nha. Và coi hôm nay là gấu có thành công không. Tại mình khá là dở trong cái khoảng chiên, mình nướng được, steak được, nhưng mà chiên này mình hơi fail. Để thử, lần này sẽ thử cái đùi gà này chứ. Khác gì KFC đâu, KFC phiên bản chay. Chấm vô nước tương xíu muối. Đây là một cái nước tương chua ngọt mà gọi là nó tinh túy các bạn. Các bạn có thể mua chua ngọt của ông Chà Và cũng được. Wow. Wow. Nói chung thì cái cảm giác ăn của món này á, nó sẽ giòn ở ngoài và bên trong á, nó cái sợi nấm nó vẫn còn dai dai á, nên chúng ta sẽ có một cái cảm giác ăn rất là thích, giòn bên ngoài và dai bên trong. Và khi mà ăn hết nguyên cục này thì Ngô nghĩ là các bạn nên quấn một cái cục nhỏ hơn. Cục này bự quá. Thấy bên trong không? Bên trong nó còn nấm mà ăn thì nó hơi dai dai. Cái bột chiên giòn của mình nó cũng đã mặn mặn nữa, nó có nêm một xíu ở trong, nhưng mà ăn nó cũng hơi mặn mặn. Rồi các bạn chấm chung với lại tôi sẽ mua lại bếp luôn. Tiếp theo bọn mình muốn thử nó lại, đó chính là cái hành này. Thanh Tâm ơi, Thanh Tâm là người rất thích cái hành này, mình được kêu bà gà.
ngon mà. Ngon đúng không anh Tâm? Để bây giờ mình sẽ thử cái này. Đây là cái món cực đã đúng không? Hình như đây là cuốn không có bacon. À đây là cuốn có bacon. Chấm vô đây. Quá. Wow. Các bạn có thấy cái kênh của bóng tay của mình là Thanh Tâm đây. Thanh Tâm đây. Thanh Tâm nè. Chúng ta có một cục ghim bắp có vị giòn giòn và rất là thơm luôn, thơm cái mùi chiên á. Và khi mà ăn chúng ta sẽ có cái giòn giòn ở ngoài, ăn cắn một cái sợp. Vào bên trong thì cái lớp rong biển nó có một cái lớp dai nhai hòa với lại rau củ. Trời ơi các bạn. Và nó cũng tiêu tốn của mình hết nhiều đây các bạn. Nhiều mà, mình thấy rất là nhiều. Và nó tiêu tốn của mình hết 500 ngàn ngày hôm nay. Rất là nhiều tiền à, mà không sao, đó là lý các bạn. Và vì các bạn yeah, và hãy comment phía bên dưới cho Gấu biết các bạn muốn Gấu nấu những cái món như thế nào thì hãy comment cho Gấu biết nha. Và cảm ơn các bạn đã xem clip. Thấy clip hay hãy like, share và subscribe cho Gấu To. Và đừng quên nhấn chuông, bởi vì nó mất đề xuất rồi nên là các bạn nhấn chuông giùm mình nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Muốn ăn thì lại đây.